Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày tháng 10 năm 2020. Trước màn ảnh nhỏ quý vị, hiện tại thì chúng tôi có vừa hoàn thiện dựng mộc lên xong một chiếc sập thờ bằng chất liệu gỗ mít, có kích thước là 2m17, cao 1m17 và sâu 107, chân 22. Chiếc sập thờ này đục theo mẫu là Mai Điểu. Sập thờ gọi là, hay còn gọi là sập thờ cây đấy. Trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của sập đây. 100% là tôi sử dụng là nguyên liệu là chất liệu gỗ mít ta quý vị nhé. Đây là hình ảnh tổng thể về phần dáng sập thờ đây. Thờ cây, đây gọi sập thờ Mai Điểu, rất là nhiều tên gọi. Để đi vào đường nét chi tiết hơn thì tôi có giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người một chút là toàn bộ phần dạ sập này. Dạ sập của chúng tôi là đục chạm thủ công 100%, đục chạm thủ công bằng tay là phần dạ sập này quý vị nhé. Kích thước là về độ dày dặn là dày 4cm là nguyên phần dạng, còn là phần đắp nổi này chắp nổi lên là dày 10 phân. Chính giữa là có hình ảnh rơi ngậm chữ Thọ, rơi tượng trưng cho phúc, chữ Thọ, phúc thọ. Hai bên này thì có hình ảnh đôi chim điểu đang ngoảnh mặt vào nhau rất là tình tứ, kết hợp với những cái bông hoa mai được đục chạm cực kỳ là sắc nét. Những bông hoa mai được chạm trổ cực kỳ là sắc nét thì chúng ta gọi là mai điểu đấy. Chim ở trong tiếng Hán thì gọi là điểu, còn đây hoa mai chúng ta gọi là sập thờ Mai Điểu, hay còn gọi tên gọi khác là sập thờ chân cây đấy. Còn đây là phần chân này được chạm như một cái gốc cây này. Về đường nét chi tiết của chiếc dạ sập này thì được chạm cũng như là gọt giũa bởi những người thợ có tay nghề cực kỳ cao, như là hoa văn, đường nét hoa văn cực kỳ sắc nét luôn. Những chiếc lá này quý vị này được chạm trổ gọt tỉa rất là sắc nét. Phần chân này của chúng tôi là chân này có kích thước là 22, chân 22 quý vị nhé. Chân rất là to và được chạm là chân cây. Bên dưới này có hình ảnh 3 trái đào này, bên trên này có hoa mai này. Gỗ thì cũng rất là đẹp. Về cái phần đốc này thì cũng có hình ảnh là mai điểu, hình ảnh hoa mai. Và toàn bộ thì là đều phần cổ này được chạm cách điệu, nghĩa là những phần chú rồng này. Thông thường ở đây là những chú rồng, tuy nhiên ở những bộ sập thờ cây này thì chúng tôi là đục chạm cách điệu đi, những chú rồng sẽ là hóa thành những bông hoa, những cây hoa. Chính giữa này thì là có hình ảnh cuốn thư. Hai bên này cổ là phần bầu rượu là những trái đào tượng trưng cho truyền thọ. Đây là những 5 đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, rất là nhiều ý nghĩa. Về cái chi tiết của mẫu sập này thì tôi giới thiệu khá là nhiều rồi. Tôi quay lại một chiếc, đây là quay phần mộc. Những sản phẩm khác của chúng tôi đa số là quay hoàn thiện và bán giao cho khách hàng. Tôi quay mộc để cho khách hàng xem được chi tiết cái phần mộc này. Còn quý vị nào có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp tới xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 5086. Website là đồgỗ tùng8.com. Hình ảnh tôi quay trực tiếp phần phía trước cái cơ sở sản xuất chúng tôi. Ok, xin chào mọi người nhé. Mọi người quan tâm thì có thể bấm theo dõi kênh để có thể xem thêm những cái sản phẩm khác của chúng tôi. Xin chào mọi người.